Hai bé vô. Ghê vậy. Đi ra Huế, cái chỗ mình đi nè. Cái lấy đi lâu đời rồi, đi trước mình mà. Chụp hình nữa đó, bãi đời mới đăng lên. Nếu mà năm nay chụp năm sau đăng lên nữa. Tóc dài hay tóc ngắn? Cháu tôi hiểu chứ. Đừng phán cái gì quá nhanh. Phải đóng phim Ấn Độ nữa. Chết thì thấy không đủ nữa. 5 phút thì được. Cầu giờ rồi đấy. Chiếu từng khuôn mặt, từng biểu cảm. Còn trời chiếu từng lỗ lòng. Cái chuyện buồn mà ta cười mới đó. Trang đi đâu rồi, không gặp Chí nữa, bên em không làm cho Chí nữa. Hết sức để vọt Chí rồi. Mua ca mua đồ chi qua họ thăm hết trơn. Bất ngờ chưa bây giờ. Đây có chai niệm đang ở chỗ phía dưới rồi chúng cầm lên nữa. Chắc chị biết là chị nào lấy là chị kèm cái cổ mà hay vô nè. Đúng rồi nè. Cái cổ lọ với là cổ cao nè. Ít cái trang phân bài em là chi đó. Ý là cái tên chị? Nguyệt Hao chị. Hả? Nguyệt Hao chị. À, đó đúng rồi. Đúng rồi đó.
thì con đi bán đồ trước trừ mà. Chị kêu con đi em mặc chị khoảng 3-4 năm rồi đó. Thì lâu đời lâu rồi. Chị biết em là không biết. Từ lâu quá mặc cúc ở chữ. Biết từ cái thời 5 năm, 6 năm rồi bà nội. Đi từ quán này qua quán kia. Thôi, quán này không sót quán mua. Ý là cái trang phân bài em like nó hình như trang cá nhân em không like nữa hả? Chứ cá nhân đâu có like được hả chị? Like à. Nó bài nít luôn. Hả? Thì ra là vậy. Tụi bay mua đồ chứ không kìa. Em bán lại thôi chứ em nói. Em nói vừa anh nhắn tin cái là chỉ có chụp lại thôi chứ không. À, đúng rồi, em bán lại thôi. Em thấy em giọng lắm. Bà nói là chập răng, bà bị giọng luôn đó trời. Bị giọng rồi chị Lan ơi, bị đứt luôn rồi. Tự nhiên cho được một phút. Hôm nay chị lấy một đầu nó thấy rồi. Chưa xong luôn. Hôm nay chị lại áo da bé nè. Ừ, họ có bán không nè, không bán là đâm. Không sáng nào đâu. Chị mới là nhân viên chị luôn. Giờ là nhân viên chị đang sọt hàng nên không có ai rep. Trừ trực tiếp đi không máy đi rep đồ chị. Chỗ quan trừ không trừ bán không bán là đâm chứ. Bà sợ đau lắm, bà sợ đau lắm. Nó có đâm không ạ? Mẹ này là mẹ sợ đau lắm nên mà kêu Hạo đó. Chứ mà thấy chị Loan là mà chị Loan biết rồi. Đâm như lia lịa mà. Đã hiểu hàng hết rồi. Mà được chị Loan có là làm mụn viêm mà làm nhanh đó, đỡ đau. Còn mà mụn viêm mà đưa đi từ từ chịu đau nó cứ. Cô quéo rồi đó. Năm nay chị chạy đúng tứ luôn. Chị chạy dài lòng. Nhờ bà có nhắn tin nha. Ba chị tên Hùng vậy đúng không? Dạ bé chuẩn bị tới Bắc Ca nè. Mình nhớ mình tô nè. Ủa ta nghe 11 rưỡi hay là 1 à, tính là hẹn 1 rưỡi hả? Chứ không phải 11 rưỡi hả ta? Nhớ mãi mãi là 11 rưỡi. Cuối tuần là mưa lại. Lạnh mà gặp mưa là nó mưa. Mà hình như bà bán đồ rẻ đúng không ta? Dạ, mùa bán rất là lây nhiều. Đợt trước đợi. Lâm nó dính vô rồi. Xù, bán đồ nó xác định là mặt không bao giờ đẹp nổi luôn. Chỉ có một ngày là được đỡ xí rồi chị Lan à. Phải một đồng là bị. Mà phải lấy chị chứ ngứa chị không nổi luôn. Ủa, phải lấy chứ. Phải lấy chị mới có tiền vậy, chị lạ đó. Tự nhiên qua bên Yên Lăng chứ bỏ luôn ly bên đó luôn đi. À, bỏ luôn ly bên đó luôn. Ông thăm á chị Trân đó trời. Wow, cái mấy ly trừ quá. Hết ly chuyện của Hậu. Quảng cáo thì chị đi nghe chưa? Rau còn có chứ. Mà bữa lụt nó xúc tầm hồng luôn kìa. Ừ, ngập luôn. Nhà em chi không? Nhà cái sân. Nét nằm cho nó lên. Bước. Anh cho tôi thi ổn kìa. Thôi, chứ cũng nói chung không có ai không thiệt hại. Như ai cũng bán cũng bị. Vô xăng là đã bị.
tội mấy người khác nữa chứ, họ bị mà bị thiệt hại nặng nề luôn. Sang lại em buồn sợ luôn. Thế tự nhiên chưa qua. Em phải họ là trâu con à, em đỡ buồn, mình đỡ em uống thịt. Hồi đó họ trâu con nhưng họ khánh nó sẽ tội kinh luôn. Cái mình thấy mình không bị chi ghê á kìa. Dạ, đỡ cũng cái gì. Cái ghê vậy sao tiền không nói mà mắc đồ ở mắc con đồ ra ngoài thì cũng được nè. Ui đi ra trời, thấy hồn á. Ông làm tôi thấy hồn không nhỏ thôi. Chèo ông quéo rồi đó, ông chị ông nấu rồi đó. Ủa ra em cho khách vô đây. Hai khách thì bên nước gần xong cho qua nó nấy chị cho nóng. Trời nóng không? Ông quéo rồi đó. Hãy sức chịu đựng. Tính ra cái ông cu mà 12 cái video nó cũng dễ sợ rồi. Đỉnh thiệt. Có lựa tuần cho ta. Tuần mà không thấy qua lại. Lựa ở đây rồi.